Chào mừng quý cô bác và anh chị đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Ất Hợi là những người sâu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy tuổi Hợi luôn được mọi người xung quanh quý mến và tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và ổn định. Trong tháng 8 âm lịch, họ có những thành tựu vượt bậc về tài lộc và công danh sự nghiệp. Quý vị hãy luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp sẽ giúp bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn. Vậy trong tháng 8 âm lịch, thành công của những người tuổi Ất Hợi rực rỡ như thế nào mà khiến hầu hết các con giáp phải ghen tị? Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Hợi 1995 có mệnh sơn đầu hỏa, không quá đào hoa, tuy cũng có sức hấp dẫn riêng nhưng không tới mức ong bướm theo hàng đàn. Tình duyên của bản mệnh cũng không được suôn sẻ cho lắm. Con giáp này sẽ rơi vào vòng xoáy tình yêu với những người đàn ông đã có nơi có chốn. Đôi bên nảy sinh tình cảm sâu sắc nên trước sau cũng sẽ phải chịu nhiều tổn thương. Theo phong thủy lộc tài, tuổi Ất Hợi nên chọn người yêu từ những người bạn xung quanh mình thì khả năng thành công và có được hạnh phúc sẽ cao hơn. Tất nhiên không phải lúc nào người ấy cũng có tình cảm ngay với mình, nhưng nếu bạn quyết tâm thì ý trung nhân hoàn toàn có thể bị rung động trước tình cảm chân thành của bạn. Những gia chủ tuổi Ất Hợi vốn mang bản tính hiền lành lại thêm phần tin người nên là dẫn tới tuổi trẻ quá nhiều fan còn lận đận. Nhưng dù bạn, họ đều có trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và một bản chất của người nghệ sĩ sống như thái ăn. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và một bản chất của người nghệ sĩ sống thư thái an nhàn. Xem tử vi tháng Kỷ Dậu trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, người tuổi Ất Hợi có thể gặp được một số cơ hội để phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bạn đạt được bước thăng tiến như mong muốn. Do đó cần phải kiên trì với những gì mình cho là làm đúng, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục đích đã đặt ra. Dù đối phương để lại ấn tượng tốt nhưng bạn cũng nên chú ý đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp Kỷ âm thổ nên gọi là thất sát thiên quan. Trong tháng này, các gia chủ Ất Hợi nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh đọc phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện thì nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện được tốt đẹp và yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tuổi Ất Hợi năm nay gặp phải sự kìm hãm từ hung tinh nên dễ bỏ lỡ cơ hội phát triển hay mở rộng sự nghiệp. Có thể là vì bạn thường xuyên lơ đãng, thiếu tập trung nên cơ hội đến thì không kịp nắm bắt. Nếu không chấn chỉnh tinh thần cho chính mình thì bạn khó đạt được sự thành công như mong đợi. Gia chủ cần chú ý lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh nhiều hơn, đừng làm mọi thứ quá cứng nhắc và bảo thủ. Việc học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước là vô cùng quan trọng, đừng bao giờ tỏ ra e ngại. Con giáp này còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, cạm bẫy khắp nơi, khiến cho những người tuổi Ất Hợi đôi khi chán nản, chỉ muốn buông xuôi. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực bi quan sẽ khiến cho người tuổi Ất Hợi dễ đánh mất đi quyết tâm của mình, có thể một bước vấp ngã là chẳng thể đứng dậy được. Cần tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Sự tính toán nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Gia chủ nên chú ý hài hòa hơn trong các mối quan hệ, có vậy thì cuộc sống của bạn mới dễ thở, mới đón được thêm nhiều điều may mắn. Năm Nhâm Dần 2022, thái tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Ất Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, trong tháng 8 âm lịch này, các gia chủ Ất Hợi dễ gặp những khó khăn trong chuyện kiếm tiền. Tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bày mưu, tính kế và hãm hại, tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất lợi, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Người làm đầu tư kinh doanh có một năm khá vất vả nếu muốn kiếm ra tiền, tuy nhiên số tiền ấy cũng không phải là quá dư dả. Bạn cần phải chủ động cạnh tranh với người khác nếu muốn chiếm ưu thế trong thị trường.
Nếu chăm chỉ làm việc thêm các công việc tay trái, bạn vẫn có thể kiếm được một nguồn thu phụ, dù không quá dồi dào nhưng vẫn đủ để giúp cải thiện cuộc sống. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Về cơ bản, người sinh năm 1995 không gặp phải vấn đề quá lớn về sức khỏe trong tháng này. Tuy nhiên, nếu là người lao động chân tay thì nên đảm bảo các nguyên tắc an toàn khi làm việc, tránh sơ sẩy để bị thương, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy chú ý đến chế độ ăn uống, tránh đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, cũng như có thời gian làm việc, nghỉ ngơi điều độ và vận động hợp lý để cơ thể luôn ở trạng thái sung sức nhất, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp. Các gia chủ tuổi Ất Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ một vài đối tượng khác giới. Trước mắt bạn hãy mở lòng để kéo gần khoảng cách với mọi người. Nên nhớ chớ vội vàng đi tới quyết định đến với ai chỉ vì cho rằng mình đã khá lớn tuổi. Hôn nhân là chuyện cả đời, nếu bạn quá vội vã thì có thể tương lai mọi chuyện sẽ không được tốt đẹp như ý muốn. Người đã có gia đình được sống trong những ngày tháng yên bình, vợ chồng dần thấu hiểu nhau hơn, giảm bớt những mâu thuẫn không đáng có. Người tuổi Ất Hợi cũng luôn coi những người thân yêu nhất của mình là động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là Đại Dịch Thổ, tháng Dậu Lục Hợp Thìn, Tam Hợp Sửu và Tị Thành Kim Cục, Xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất và Tý Tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Ất Hợi trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 8 năm 2022, tức mùng 1 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tị, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 8 năm 2022, tức 13 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tị, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tị, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Hợi trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 8 năm 2022, tức 29 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 8 năm 2022, tức mùng 10 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 8 năm 2022, tức ngày 22 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành những công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành độc thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Ất Hợi 1995 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.